Rồi rồi, tao đang đi mua vài bộ quần áo nhí ở shop của nó đây này. Má, cái Hime nó có gì hay ho đâu. Tại sao bọn mày cứ muốn rủ nó đi họp lớp ấy nhở? Này, có chuyện hay lắm. Bọn mày có muốn hit drama không? Ok, để tao livestream luôn cho nó máu. Mọi người ơi, ngày hôm nay mình đang có mặt tại shop thời trang nhí vô cùng nổi tiếng của Trang Hime. Chào Liên, lâu rồi không thấy Liên đến shop chơi. Trời ơi, shop có bà chủ tai tiếng như thế, ai mà dám đến chơi. Đúng là sinh ra trong nghèo khó thì lớn lên nhân khách, khó mà sạch sẽ quá. Cậu ăn nói cho cẩn thận, tắt cái điện thoại đi. Tắt là tắt thế nào? Mọi người ơi, ngày hôm nay mình sẽ vạch trần ra một bí mật kinh thiên động địa của Trang Hime. Đố mọi người biết là tại sao Trang Hime lại có sự nghiệp lừng lẫy như bây giờ. Không phải vì tài giỏi gì đâu nha, mà là vì Hime có Sugar Daddy bao nuôi. Ở đây, đây Sugar Daddy của Trang này. Ôi mọi người thấy thế nào? Ôi ôi, giả quá. Đúng là Daddy thật đấy, nhưng không phải là Sugar. Tôi là bố đẻ của Hime. Nhân tiện ngày hôm nay có mọi người ở đây thì Trang cũng sẽ vạch trần một bí mật cho mọi người biết. Nghe nói là ông bồ già của Liên ngày hôm qua chống gậy chẳng may bị ngã, gãy mất mấy cái răng. Không biết là Liên có cần địa chỉ nha khoa uy tín không để mình giới thiệu cho. Cô được lắm đấy. Nếu chưa biết rõ đầu đuôi sự việc thì đừng có lên tiếng lung tung. Đừng vì sự ganh ghét đố kỵ của mình mà buông những cái tin đồn thất thiệt về người khác. Một lời nói ác ý có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người ta đấy. Còn bây giờ mời cô đi ra. Tôi đây. Con ơi đâu con? Là em thật sao? Sao bây giờ em mới quay trở về? Cô đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Các người vẫn sống tốt khi không có tôi. Không phải như vậy đâu. Kể từ khi em mất tích, mẹ vì quá đau lòng mà lâm bệnh nặng qua đời rồi. Đau lòng mà các người để cho tôi sống với bọn bắt cóc bao nhiêu năm qua. Tất cả chỉ là tại chị. Tại mẹ yêu thương chị hơn tôi. Tại sao cùng là chị em sinh đôi, chị được sống trong giàu sang như thế này, còn tôi thì phải sống trong nghèo hèn hả? Bây giờ em quay trở về rồi, chị em mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Không, tôi quay lại để lấy tất cả những thứ thuộc về tôi. Tôi sẽ lấy từ chị sự giàu có, hạnh phúc, tiền tài. Được, chị sẽ cho em tất cả, chỉ cần em ở bên cạnh chị thôi. Cô ta mắc lừa rồi. Chối cãi à? Đúng là bé tí mà đã dở trò ăn cắp. Nòi nào giống đấy. Đúng, trước đây tôi có bị đi tù vì tôi ăn trộm. Nhưng cháu tôi bây giờ nó ngoan lắm, nó không ăn trộm của ai đâu. Có ai bao giờ ăn cắp mà lại bảo là mình ăn cắp hay không? Chị Trang ơi, hai ông cháu này ăn trộm ăn cắp đây này. Chị phải đuổi hai ông cháu này đi. Không ai có ngày mất sạch cả cái cửa hàng này đấy. Chiếc váy này là chị tặng cho Moon đấy. Em đừng hiểu nhầm Moon. Thôi, mọi người dọn dẹp đi. Vâng ạ. Túi của cháu đây. Chú có sao mà? Chú không sao. Cháu kiểm tra túi lại xem có thiếu cái gì không. Chú ơi, chú tốt với cháu vậy mà cháu lại đổ oan cho chú cả bé Moon. Chuyện chiếc váy là do cháu làm dựng nên vì cháu không muốn ăn việc với chú. Dạ, chú tha thứ cho cháu chú nhá. Không có gì cháu ạ. Em đã nhận ra sai lầm của bản thân và đồng ý sửa lỗi lầm là được rồi. Vậy là... Đúng vậy, đấy là kế hoạch của anh chị dựng lên.
để có thể giúp em nhận ra một bài học về việc đánh giá một con người. Ai cũng từng mắc sai lầm, đừng vì những định kiến của xã hội mà tạo áp lực và ngăn cản họ hoàn lương. Tập thôi, em nhớ rồi ạ.